Thấy bé bị tắc trứng là biết tình hình không khả quan rồi. Vài ngày mới rặn ra được một trứng, mà cái bụng thì rất là to. Bây giờ mà có mổ ra cứu trứng thì cũng không cứu được. Mà đã mổ rồi thì phần chăm sóc của rồng mẹ cũng rất là thấp. Cho nên tụi mình không nỡ, cũng không có cách nào để cứu bé được. Đến hôm nay thì phải nói lời tạm biệt con thôi.